mà không nói ra thì thôi bà con thì mới hôm lên mạng coi chửi nó quá trời lên mạng đó. Trời ơi nó chua lè chua lét, tính nó tính axit mà đem nó mà chữa những bệnh âm. Thứ nhất là cái tinh chất mơ nó chua lè, và tại sao lại uống vô nó lại trị được cái bệnh tiêu chảy? Xin bác Tài trả lời cái câu hỏi đó cho mọi người. Vâng, cái câu hỏi này đó nó còn một câu hỏi cũng khá lớn mà chúng ta phải trả lời thưa quý vị, đừng có gấp, có 13 người thưa quý vị. Tôi sẽ nói cho quý vị rất là nhanh mà từ đây tôi lặp lại rồi từ đây đó, để chi chúng ta làm cái gì bây giờ, chúng ta phải đứng làm lại cái đường tránh này. Bởi vì thực dưỡng nó đã bị bẻ quanh nhiều quá rồi, bị bẻ quanh khúc quá, nó không đi cái đường chính của nó nữa. Thì từ đây chúng ta phải gắn bẻ lại cái con đường chính mà chúng ta giải tỏa hết bằng khoa học, bằng những cái triết học ở trong phương, để cho bà con, khi bà con không còn nghi ngờ được nữa, khi bà con tin tưởng rằng cái triết học đông phương này nó đưa chúng ta để sống trở về hợp với đạo, thì từ đó chính quý vị sẽ đi tìm ra cái cách để mà sống. Chứ không phải ai tìm ra hết, bằng những người xưa để lại, hoặc là mình chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình mà thôi. Tôi lặp lại là ngay khi bác Nhân lúc trước đó, hồi 20 mấy tuổi tôi gặp bác Ngô Thành Nhân đó, thì không bao giờ bác chỉ bà con nói coi sách đi. Coi sách đi thôi quý vị. Khi quý vị mà coi sách thì quý vị sẽ lần hồi hiểu tất cả, nghiên cứu hiểu tất cả. Còn quý vị nghĩ lại vào cái lời mà tôi trả lời đây thì không bao giờ quý vị giỏi và bệnh lại hết. Thành ra cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là làm sao nói để quý vị tin tưởng rằng trật tự vũ trụ này là có, và quý vị phải tôn trọng cái trật tự vũ trụ như người xưa đã nói. Tôi lặp đi lặp lại hoài cái này rất là nhiều lần, nhưng tới ngày nay vẫn không giảm quý vị, cũng không giảm lại tưởng là gạo lứt bố mẹ chữa bệnh. Thì tôi đã nói trong những cái trước, quý vị làm ơn coi lại đi, tại sao chúng ta chữa bệnh ăn gạo lứt bố mẹ nó nhẹ bệnh, ăn gạo, xin lỗi, ăn gạo lứt bố mẹ là trong một trong 7 số thôi thì đó vẫn nhẹ bệnh, và 7 số kia đều lặp lại đường Huỳnh Âm Dương khi mà tiên sinh lập ra. Tôi lặp lại cái này quan trọng hơn là cái nói quý vị chữa bệnh. Đồng là quý vị đang rất là sốt ruột cho tôi để trả lời những cái câu hỏi quý vị trong 13 bệnh này. Thưa quý vị, tôi trả lời cho tất cả 13 bệnh có một lúc một mà thôi. Tại làm sao? Đây là nghe này, nghe cái này mới là y học của đức tin mà không mê tín. Y học của đức tin của chúng ta đó không mê tín. Mà tại sao kỳ chúng ta đặt ra những câu hỏi rất là lạ, dù những câu hỏi mới vừa rồi mà anh Hầu nói đó, còn một câu hỏi khác nữa quý vị cũng lớn lắm. Cho nên có dịp anh Hầu muốn hỏi là phải tất cả các bệnh như tiên sinh có nói đó, là khoảng 85% là bệnh âm, dù nó là bệnh dương nhưng mà cuối cùng nó sẽ trở thành âm. Thì như vậy có thể là chúng ta dùng tất cả những gì dương tính chúng ta trị nó được không? Đó là hỏi rất lớn gì, rất là lớn. Vì có nhiều người nói tôi không cần biết bệnh gì, tôi chỉ cần uống tamari là dương là nó trị hết bệnh âm, có phải không? Câu hỏi rất lớn của gì. Bởi vì thực thật là như vậy, lấy âm là nước nguội, nước lạnh. Bây giờ muốn cho nóng chúng ta đổ nước sôi vào thôi, nghe thấy không? Có đúng hay không? Vào gì rồi còn nữa, tức là tất cả các âm đều có lấy một thứ dương là tamari để chữa cho tất cả các bệnh âm được không? Câu này rất lớn quý vị, hỏi rất lớn. Hôm nay quý vị nói tôi nói là tôi xin ăn. Tại sao thêm một câu hỏi này nữa, câu hỏi lớn nữa, là vì có người hỏi tôi gì nói nhiều quá tôi không nhớ được, tôi chỉ biết là bệnh tôi là bệnh âm, tôi uống tamari dương là tôi hết bệnh. Mà tôi muốn ăn gạo cơm gạo lứt với tương mà, chứ tôi không muốn ăn theo 7 số. Thì thấy không? Ác vậy đó quý vị. Khi hướng dẫn về ăn nhẹ bệnh rồi tôi nói tôi muốn ăn cơm gạo lứt với bướng với mè với tương cho mau hết bệnh, mà sao cản tôi không được? Tôi đâu có cản quý vị. Tôi đâu có cản gì, trong 7 số tiên sinh có gạo lứt với mè mà. Số 7 là với mè làm sao mà cản được? Nhưng mà coi chừng quý vị không hiểu rõ thì quý vị sẽ đi chết vào cái chỗ vì tưởng nó là phương pháp trị bệnh. Rồi trở lại cái câu hỏi của này. Sự thật cái câu hỏi này tôi không muốn trả lời bao giờ, bị chửi rất là dữ. Và tôi sự thật trong bụng cũng có hơi nói là thôi chửi đi. Nếu các bạn chửi chừng nào cái vụ này thì các bạn sẽ không biết cách chữa bệnh chừng đó. Nếu các bạn chửi là tại sao cái tinh mơ nó chua lè vậy, mà tại sao lại uống vô trong khi đó bạn bị tiêu chảy, trong khi nó chua lè là nó âm, nó tính axit, mà sao những bệnh âm lại đưa nó vô? Nó gì thế không? Cái câu này nó đơn giản vô cùng quý vị, mà không nói ra thì thôi bà con thì hôm nay lên mạng coi chửi nó quá trời lên mạng đó. Trời ơi nó chua lè chua lét, tính axit mà đem nó mà chữa những bệnh âm. Nó tính axit là nó âm gì mà đem nó chữa bệnh âm, mà đem nó chữa bệnh tiêu chảy làm lương chảy rè uống vô đồ chua vô cho nó chảy nữa. Ví dụ chúng ta lương tiêu chảy chúng ta uống canh chua chúng ta ăn canh chua, chúng ta ăn những đồ chua như bưởi đồ các cái này nọ mà có vitamin C nó tiêu chảy càng nhiều, mà sao cái này chua lè để đưa vô. Quý vị cứ thử đi để chiêm nghiệm bản thân mình trước đi quý vị. Quý vị đang tiêu chảy uống vô nó ngưng riêng thời quý vị, nó phân chặt lại tại sao. Chúng ta không mê tín quý vị. Thưa quý vị, một cái công trình của người xưa tìm để được có một cái kính mơ thôi đó, hoặc là một cái trào mưu của tiên sinh suốt cuộc đời được một cái, có người nghiên cứu cả cuộc đời được có một cái tinh mơ quý vị. Thì cả một đời thì chúng ta mới vừa nghe, chúng ta chưa có kinh nghiệm gì, chúng ta bài bác quan đấy quý vị, chúng ta phải tự chiêm nghiệm lấy quý vị rồi mới bài bác được. Lạ lùng thay tại sao? Trước khi tôi nói thì tôi nói quý vị cái này để quý vị sẽ hiểu liền. Cơ thể chúng ta không phải là một cái cục đá, một khoáng vật, hoặc là một cái vật chất gì hộp, ví dụ như là một cái cục đá chẳng hạn quý vị. Thì quý vị đấy nè, quý vị đấy cái này quý vị mới thấy tại làm sao mà cái tác dụng nó gây gớm. Giờ trước khi mà tôi trả lời câu này thì làm ơn anh Công Hầu cho tôi biết là cái trái cây nó âm hay dương. Trái cây đó, xin lỗi, trái cây nó kiềm, nó tính chất kiềm hay là tính chất axit? Cái trái cây vậy? Trái cây nó có tính chất kiềm và axit. Trái cây nó có chất kiềm đó quý vị. Dạ kiềm, đúng rồi. Nhưng mà thưa quý vị ăn vô quý vị lãnh đủ là nó âm hóa cơ thể. Cái gì sao kỳ vậy? Làm gì nghe hay lắm quý vị, hay lắm. Tại sao mà những ông bà mình nói mày đừng uống nước đá nhiều nghe, nó nóng đó, nó nổi mụn đó. Tại sao vậy? Quý vị suy nghĩ đi. Hãy trả lời được cái câu này thì trả lời cái câu tinh mơ này. Tại sao vậy? Tại sao mày uống nước đá nhiều thì là mày bị nóng nổi mụn á? Ông bà mình hay nói không, đừng uống cái lá nhiều nó lạnh thế bà nội mẹ mà tại sao nó nóng. Này, lý thú thế đâu gì. Thế nào, chúng ta không phải là cục đá cái gì, một khối vật chất. Chúng ta vật chất đồng ý rồi, sinh ra bởi phong thủy tứ đại gì đó, nhưng mà chúng ta không phải là một cục đá trơn thế này. Thì cái hơi nóng khi mà chúng ta đem ra phơi nắng thì cái cục đá này nó nóng cái gì, đúng không vậy? Nó nóng thì, nhưng chúng ta đem phơi mình chúng ta ra thì chúng ta lại không nóng cái gì, chúng ta lại hạ nhiệt, lần hạ nhiệt bà nội nó nóng. Bây bằng cớ nào? Khi ở ngoài trời nó nóng thì cơ thể chúng ta âm hóa ngược lại hoàn toàn để cân bằng của âm dương. Cơ thể tự động bằng cớ tất cả những mạch máu nó lẫn vào bên trong đó, nó co rút lại. Ở bên trong nóng vô cùng cái gì, bên trong thì đáng lẽ nóng thì nó chết. Do đó ở ngoài trời nóng thì bên trong nó lạnh, nó làm để nó phản ứng là nó quá âm cơ thể mình để cân bằng âm dương của ông rồi. Quý vị nhớ không? Chứ không phải còn cục đá mà hơi lửa nóng thì nó nóng. Chúng ta hơi lửa chừng nào thì những cái động mạch này nó lặn vô bên trong hết. Trái lại một trời thiệt lạnh là nó lại chúng ta bị âm hóa chứ. Quý vị thấy không? Trời ngoài rất là lạnh thì chúng ta bị lạnh, thì chúng ta nếu mà nó nói là chúng ta nó bị lạnh thì chúng ta bị âm hóa, không phải quý vị. Không phải, chúng ta không phải là cục đá mà cơ thể hoàn toàn nó chống đối lại mệnh môn hỏa, nó tiết lửa ra. Là cái năng thượng thận, trên năng thượng thận tức là mệnh môn hỏa gì, nó tiết lửa ra để nó cân bằng âm dương của gì, tức là nóng vô cùng trong cơ thể, trong bụng nó sôi sục như thế. Do đó đừng có, nếu mà không biết cách đừng có bao giờ uống trà mua mà khi mà trời lạnh, không biết cách gì bị trong ruột đứng nóng ở trong ruột đó, uống vô nó ra máu liền gì, tại vì trong ruột đang dương đang nóng, chống lại bằng cách là nó cân bằng lại với cái thời tiết là bên ngoài, ở trong nó nóng như lửa vụ gì. Và đồng ý quý vị ý nè, cái gì tất cả khi trời lạnh thì bao quản bên trong nó sao? Nó rút vô, nó thu vô gì, bởi nó rút vô gì là nó dương nè. Rồi hai bên ngoài trời nóng thì làm sao? Mạch máu này nó nổi lên hết cái gì? Quý vị nhớ không? Nên quý vị cứ coi đi nè, mạch máu này nó nổi lên hết để chi? Anh Công Hầu thấy không? Tại sao trời bên ngoài nó nóng mà mạch máu lại nở lên trương ra ngoài âm hiên, là âm hay dương? Là âm. Quý vị thấy không? Tức là một cái tác nhân dương bên ngoài thì để tác động vô cái cục đá, nó là dương hóa cục đá. Nhưng mà coi chừng cơ thể phản ứng lại bằng cách âm hóa hoàn toàn, phải không? Quý vị coi đúng không? Phải trời nóng là tất cả mạch máu chúng ta nó lộ ra không? Nó lộ ra, nó âm để chi? Nó thoát nhiệt quý vị, nó âm hóa quý vị. Trời nóng thì cơ thể chúng ta âm hóa, ráng mà âm hóa đi để cho cân bằng được cái nóng ở bên ngoài. Do đó mà này nó thoát nhiệt ra, tất cả những mao quản mạch nó nổi lên bên ngoài hết. Nó phành ra, nó trương ra, nó nổi ra bên ngoài, tức là âm tính. Rồi nó thoát nhiệt ra để nó âm hóa cái gì. Giờ nhớ hơn, đó khi trời nóng thì âm hóa, mà khi trời lạnh thì cơ thể chúng ta chống lại bằng cách mệnh hỏa tiết ra lửa để mà dương hóa. Thành ra khi uống nước đá nhiều mà nổi mụn mà nóng như thế gì, tức là cái cơ thể có thể phản ứng quá trớn, giống như bị sốt cái gì. Thì nó thấy uống nước đá lạnh rồi thì nó nhả mệnh hỏa, nó nhả lửa ra cái gì. Nó nhả lửa thì cơ thể nó nóng rực lên cái gì. Sao có thể đi đến bị mụn, bị cơ thể nó phản ứng quá trớn, giống như sốt cái gì. 38 rưỡi là vừa nó sốt tới 39, 40. Người thấy hay không? Đâu vậy, thấy chưa? Đó, bây giờ nói tới đây nè. Thành ra nếu chúng ta thấy nó chua lè, ví dụ như thế canh dưỡng sinh chẳng hạn, người nghe tôi kỹ, khi canh dưỡng sinh đó, là uống như vậy thì cái độ pH chúng ta thấy không đủ. Thật là tầm thường gì, là có người nhận định cái này là nhận định bằng định tính và định lượng, chứ không phải nhận định bằng cặp mắt âm dương, nhớ không? Không phải nhận định bằng cặp mắt âm dương. Nè, một cái nữa là quý vị nghe cho tôi nói đi, nghe nói đi, hết sức là lạ lùng quý vị. Cái định luật trong cái định luật của tiên sinh đó nhắc ra nè, là hơi âm kích thích dương và hơi dương kích thích âm. Vì thấy không, nó sâu xa vô cùng đó vậy, chứ không phải dễ hiểu đâu. Từ khi nắm được cái nguyên lý này rồi thì mới biết tại sao mà cái tình mơ nó quý báu gì vô cùng. Này, từ thật tôi không muốn nói, vì nếu tôi nói ra thì bà con biết cách trị mình. Tôi không phải tôi không muốn nói đâu, mà tại vì chửi quá đi, chửi quá nó chua lè, mà cho nó uống vô mà dạy. Ôi trời ơi, cả một đời người mới tìm được cái tình mơ đó gì, cũng như cả một đời tiên sinh đưa ra chỉ được có một cái trà mu mà thôi. Thì nghe tôi kỹ nè, đừng gấp rút khỏi chúng tôi chữa bệnh, mà phải nghe những cái này để mà không còn mê tín nữa. Không còn thấy ăn thực dưỡng thì nhẹ bệnh, ăn thực dưỡng thì hết bệnh, mà thực dưỡng không chữa được bệnh. Phải nhớ cái câu này nha. Lúc nữa tôi sẽ trả lời cho câu này. Cái câu đầu tiên trước khi mà trả lời bệnh tật của 13 người, 13 bệnh của gì đó, tôi sẽ nói câu đó, vì nhớ nhắc tôi nha. Là ăn thực dưỡng nhẹ bệnh, mà tại sao tôi sẽ nói chắc tắt nữa? Mà nó là cái gì? Nó là cái gì mà giúp chúng ta trị bệnh? Chúng ta không mê tín cái gì, chúng ta y học, chúng ta có đức tin. Tôi lặp lại, khi chúng ta định tính định lượng, thì định tính định lượng một cái vật đó thì không có nghĩa là cái vật đó bao nhiêu cái tác động nó đều như ảnh hưởng chúng ta. Mà đúng như thế không đúng. Để tôi nói rồi đó, dù như ở bên ngoài nóng thì bên trong nó âm, mà bên ngoài âm thì bên trong nó dương đó, chứ đâu phải là bên ngoài âm rồi bên đây cái cơ thể lạnh nhắc rồi bên cơ thể nó âm luôn. Đâu có, nó nóng rực lên đó, nó đâu phải là cục đá cái gì, nó đâu phải là cục đá. Nó chống lại, nó phản ứng lại bằng một cái cách của nó, để chi? Để trung hòa của mình âm dương đối với nhiệt lượng bên ngoài. Thì nhớ rõ không? Rồi giờ nói tiếp nữa nè, bây giờ nói cho rõ điều gì nè, tại sao mà như thế thì như thế. Do đó làm sao? Do đó khi vấn đề chúng ta không có phân định ở một cái thuốc chữa bệnh của chúng ta, một cái thức chúng ta, mà chúng ta phân định theo định tính định lượng của chị, tức là nó có vitamin này, nó có chất chua này, nó có chất axit và kiềm này, thì như vậy nó sẽ âm hóa. Chúng ta làm rồi quý vị, chúng ta làm rồi. Là căn cứ vào đâu? Căn cứ vào đâu? Chúng ta nghe tôi kỹ đây này, căn cứ vào cái phản ứng của cơ thể này. Căn ứng là cái sự tiếp thu của cơ thể, chứ không phải căn cứ định tính định lượng là nó chua lè, là nó kính axit, là canh dưỡng sinh cũng không đủ vào bác. Đâu phải quý vị. Quý vị làm rồi, chúng ta không phải cục đá, tôi nói rồi. Nó phản ứng lại. Nhớ nha, nó phản ứng lại. À, quý vị nghe nè, anh Hồng nghe tôi kỹ quý vị nha, mà có hiểu được không? À, xin lỗi anh Hồng, là anh Hồng nhớ để báo lại cho bà con giải thích là quý vị hiểu chưa? Tức là chúng ta không phải là cục đá, do đó bên ngoài nó dương chúng ta âm, bên ngoài âm chúng ta dương. Chúng ta ăn một cái thức kiềm tính như là trái cây vô mà chúng ta lại âm, kết chưa? Chúng ta dễ chảy, cái cây nó dương, nó kiềm, mà tại sao chúng ta ăn vô dễ chảy, tiêu chảy? Tôi sẽ theo ông đấy, đây nè, nữa nè. Theo để biết rằng định tính định lượng không nằm trong cặp mắt âm dương của triết lý Đông Phương. Định tính định lượng tức là bên đây có vitamin, bên đây có vitamin, bên đây ví dụ bên đây có caroten, bên đây có caroten cũng như cây củ cà rốt và cái trái cà chua. Nghe kỹ quý vị, nghe kỹ, anh nghe kỹ nè. Thì đối với tây định tính định lượng thì hai cái này nó gần tựa nhau, nó có caroten, nó có nước, có vitamin C, đại khái vậy, có thể dùng chung nhau được. Không có gì đối với cặp mắt âm dương, không phải như thế gì. Đối với cặp mắt mà dưỡng sinh đó, thì nó nhìn cà rốt đi thẳng xuống là nó dương gì, nó khác hoàn toàn gì, nó khác hoàn toàn với lại cà chua. Một cái khuất âm và một cái làm cho tạo sạn thận. Cái cà chua đó nó tạo sạn thận, làm cho phong tắc cao nhất. Thì chừng nào thì cái cà rốt nó tinh tính định lượng, khi định tính định lượng thì tương đối giống nhau, mà nó chữa được bệnh đau khớp, có cái đủ thứ cái tốt đẹp vô cùng khác hết. Như thế nên là không thể căn cứ định tính định lượng, mà căn cứ gì? Trước khi nói cái này nữa thì tôi phải lắp làm cái này cũng được. Nếu phân tích định tính định lượng thì quý vị thấy thịt bò với thịt gà hay là bổ hơn? Quý vị biết không? Thịt bò với thịt gà, thịt bò thì nó tiêu hóa cho cơ thể chúng ta. Thực thật mà nói đó, thịt bò nếu định tính định lượng, tức là trong này nó có bao nhiêu protein, rồi bao nhiêu chất bổ, bao nhiêu energy, tức là năng lượng đó, thì nó hơn thịt gà. Thì như thế chúng ta nên ăn thịt bò hay ăn thịt gà? Không nên, bị thịt bò nó khó tiêu, thịt bò nó không được cơ thể tiếp thu bằng thịt gà. Thịt gà chỉ có 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng là nó tiêu, mà thịt bò mà nếu chiên ra nó từ 5 tới 10 tiếng nó mới tiêu, thấy chưa? Thì như vậy có nghĩa là với cái cơ thể này thì tính định lượng thì thịt bò hơn, nhưng mà với cái cơ thể chúng ta thì thịt gà hơn thịt bò. Thì thấy không? Đó cũng vậy. Khi tính định lượng là nó chua lè, nó âm. Vì thế không? Khi tính định lượng là nó kìm các cái. Mà quý vị nói là như vậy, nó vậy là nó kìm quá cơ thể là sai rồi, đâu có sai. Thế này, trái cây nó kìm mà tại sao vô thể nó chua lè, nó đĩa chảy, nó âm hóa cơ thể. Phản ứng lại do đó chúng ta làm gì? Chúng ta coi nó phản ứng của cơ thể khi tiếp thu nó như thế nào, chứ không phải chúng ta coi tính định lượng mà chúng ta bán quyết được. Quý vị nhớ coi cơ thể của mình nó tiếp thu cái đó như thế nào. Ví dụ chúng ta tiếp thu thịt gà nhanh hơn thịt bò, thịt gà tốt hơn thịt bò, mà tính định lượng thì thịt bò hơn. Chúng ta căn cứ tính định lượng thì chúng ta uống thấy chua lè, nhưng mà hoàn toàn nó như thế nào quý vị hết sức là lạ lùng khi mà cái gọi là Plum Concentrate này quý vị. Không biết từ đời muôn kiếp nào đã tìm ra cái tinh mơ này quý vị. Nó chua lè phải không quý vị? Nó chống được ung thư, nó làm teo hết tất cả, nó âm hay nó chua lè vậy mà bơm vô trực tràng, thụt vô trực tràng nó co lại quý vị, nó hết sưng. Rồi uống vô mà đau dạ dày bao tử hết, ung thư cái đường phổi cũng hết. Thưa quý vị còn biết nó bệnh trị bệnh gì hay không? Nó vừa trị bệnh kiết mà vừa trị bệnh tiêu chảy mới là lạ. Bây giờ bệnh kiết là thuộc dương mà tiêu chảy thuộc âm. Rồi còn gì nữa? Đau âm đạo gì? Hỗ trợ nghe, tôi nói hỗ trợ như mấy chị, thì phải dùng những hỗ trợ toàn bộ cho tất cả các bệnh âm. Tại làm gì? Nó chua lè mà nó chìm quá cơ thể một cách cực kỳ quái gở vô cùng. Khi chúng ta tiếp thu ăn vô, uống vô cái Plum Concentrate, tức là cái tinh mơ, thì cơ thể chúng ta biết và lạ lùng thay, nó chống trả lại, nó biến đổi lại, nó làm trong này các cái và nó kiềm hóa toàn thân do cái cách này. Quý vị có tưởng tượng được không? Từ ho cũng giảm ho, từ sưng cũng giảm sưng, mấy vết thương mà bôi đường lỡ lét là âm này, lỡ lét là nóng âm, chúng ta dùng nước chúng ta bôi khô hết trơn quý vị, khô rang hết. Tức là gì? Nó kiềm hóa rất ghê gớm toàn bộ cơ thể này đối với bệnh âm. Như vậy có nghĩa là nó có thể hỗ trợ chống ung thư được. Ai da ơi, quý vô cùng quý vị ơi, tôi nói không tưởng tượng được cái này. Mà cả một đời người quý vị, cả một kiếp người, nhiều kiếp người quý vị tiền bối chúng ta đã nghĩ ra cái này, cũng giống như răng rô quý vị, nước tương với lại trứng, cũng giống như cao ạc bi là cao phải sọ, cả ngàn năm quý vị. Mỗi người chỉ tìm ra được có một món trong 50 năm, 30 năm nghiên cứu từ tiên sinh này. Vậy nhớ không? Do đó từ đây quý vị đừng có ngạc nhiên thấy làm sao mà uống chua lè, vì không tính định lượng, cái quý báu nó không nằm trên cái tính định lượng của cái thức ăn đó, của cái dược thảo đó, mà nó nằm ở cái chỗ là chúng cơ thể này phản ứng trở lại, cơ thể của này hấp thu và phản ứng trở lại như thế nào. Cái quan trọng là của cơ thể này nó phản ứng như thế nào. Ở ngoài trời nóng thì không phải là trời nóng là nó tác động vô chúng ta là chúng ta dương, mà chúng ta phản ứng lại bằng chúng ta co đóng cái được, chúng ta làm âm hóa, tức là cơ thể nên âm hóa hoàn toàn để chống được hơi nóng kia nè, mau mạch đầu nở đi hết, hơi nó bốc lên, hơi nóng nó bốc lên, càng nắng chừng nào thì tất cả mau mạch chúng ta nó lộ ra âm, nó lộ ra bên ngoài từ lỗ tai để nó thoát nhiệt. Còn càng lạnh chừng nào thì cơ thể nó chỉ ngoi mạch nó rút vô, nó chống lại, nó rút vô co vô để nó giữ hơi nóng trong này, thành ra trong người nó nóng đó quý vị. Hết sức là điên dại khi mà trời bên ngoài lạnh mà uống trà mua quá nhiều coi chừng không biết cách. Vì thấy mà ở ngoài nó lạnh, chủ trà mua cấm coi chừng chết. Bởi vì trong này nó như lửa trong này gì. Thì lúc đó coi mình mua ngoại thấy nó đập rất nhanh. Mình ngoại đập rất tương đối hơn nhanh để nó giữ cái nó nhả cái năng lượng ra để nó trung hòa hơi lạnh bên ngoài. Vì nhớ chưa? Vậy thì chúng ta căn cứ vào sự tiếp thu và cái sự chống lại và cái sự tiếp thu và cái sự phản ứng lại của cơ thể như thế nào, chứ không phải chúng ta căn cứ vào tính định lượng để nói nó làm hay là chưa. Không có, cái đó là tại vì ông Nguyên không phải, chưa học tới nơi gì, chưa biết tới nơi thành là không biết cái này. Rồi, xin anh Hầu hỏi thêm, tôi sẽ nói thêm rõ cái này nữa.